Xin chào các bạn. Trò chơi thỏ bong bóng đã gắn liền với ký ức tuổi thơ, bong bóng bay và những ước mơ của chúng ta lúc nhỏ. Để làm được trò này và một số món đồ chơi từ lá dừa, đầu tiên tôi chọn một cây dừa thấp, chặt lấy tàu của nó, sau đó lấy một lượng lá dừa cần thiết. Tôi đem tất cả vào sân, để lên một cái bàn. Tôi ra sau nhà chọn một cây gòn thấp, bứt lấy phần lá non của nó, lấy một cái muỗng dừa bỏ lá gòn vào, rồi đắp nhuyễn nó ra. Đổ thêm nước và cho nguyên liệu không thể thiếu, đó là xà bông. Trộn đều tất cả hỗn hợp lại. Tiếp theo, tôi rót một cọng lá dừa, quấn nó lại để được một cái dòng đẩy thổi. Dòng thổi làm khá đơn giản, chỉ cần cuộn tròn đầu cọng dừa lại như các bạn thấy trong video. Và cuối cùng, chọn một nơi để chơi cùng lũ bạn. Khi đã chơi chán trò thổi bong bóng rồi, chúng tôi vào sân lấy cọng dừa chặt đều hai đầu, dùng dao tách lấy mép lá hai bên để làm chống chống quay. Ta đưa hai mép lá dừa đang chéo lại hình chữ thập, sau đó gấp chúng lại với nhau. Tiếp tục luồn hai thanh còn lại vào hai lỗ thứ tự như video. Lúc nhỏ, bàn tay còn bé, tôi thường nhờ lũ bạn phụ kéo giúp hai mép lá mới có thể làm được. Như vậy, chống chống cơ bản đã hình thành. Ta bóp dẹp các cạnh hai bên phần thân chống chống để chúng cố định và cứng cáp hơn. Ở mặt trên chống chống, ta chọn hai tâm đâm thanh dừa qua để làm lỗ trục quay cho chống chống. Đâm qua đâm lại để trục quay được trơn tru hơn. Chặt đều các cạnh của chống chống để giúp chống chống quay một cách dễ dàng. Sau đó, tôi lấy một cọng dừa chừa khoảng 7 xăng để làm tay cầm chống chống, rồi chuốt đi miếng lá hai bên. Tôi cắt phần to nhất của cọng lá gòn, lấy tay cầm chống chống vừa làm xỏ qua khúc gòn nhỏ đó. Điều này giúp cho chống chống được giữ ở vị trí mà chúng ta mong muốn. Hồi nhỏ tôi và lũ bạn thường cầm chống chống chạy quanh vườn, chạy càng nhanh thì chống chống sẽ càng quay nhanh. Vòng quay của chống chống đã sấy sâu vào trong tâm thức tuổi thơ của mỗi chúng ta. Đang chơi chống chống thì tôi chợt nhớ đến tiếng kèn tuổi thơ, nên đã ra sân và tước lấy một số mép lá dừa. Quấn kèn lá dừa nhìn đơn giản, nhưng không phải ai làm cũng kêu. Các nét quấn đầu tiên là quan trọng nhất, nên phải làm thật cẩn thận. Hồi nhỏ, kèn ai quấn kêu to nhất sẽ bị bọn tôi quay xung quanh, để giành giật và năn nỉ nó quấn cho. Kèn là món đồ chơi không thể thiếu của tuổi thơ bọn tôi. Nếu muốn kèn to hơn, thì ta chỉ cần nói càng nhiều mép lá dừa là được. Dùng kéo cắt phần dưới trên đầu kèn đi. Còn phần đuôi, dùng một cọng dừa xỏ ngang là xong. Thử kèn thôi. Với số lá dừa còn lại, tôi sẽ làm nhẫn và đồng hồ đeo tay. Đây là món đồ chơi xa xỉ bậc nhất của chúng tôi thời đó. Tuy chỉ làm bằng dừa, nhưng khi đeo vào tay thì nhìn rất là oai và tự tin lên hẳn. Thời đó, ai làm đồng hồ và nhẫn càng to thì càng được mấy đứa khác ghen tị. Món đồ này thì cực kỳ dễ làm. Chỉ cần một số bước cơ bản thì chúng ta đã hoàn thành. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, để học làm được món đồ chơi này, tôi đã phải mất đi một cây kẹo Chupa Chups 200 đồng. Thì bạn tôi nó mới chỉ cho tôi làm. Thời nay, cuộc sống ở quê đã thay đổi rất nhiều, nhưng trẻ em xứ dừa quê tôi vẫn còn chơi những trò chơi này. Còn quê bạn thì sao?